Unison Research là một cái thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Italia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái âm ly rất là độc đáo của hãng. Một cái âm ly mà nó kết hợp giữa đèn và bán dẫn full thùng luôn, hàng mới 100% full thùng. Unison Research Novel, đó là cái model Novel là model của nó nha. Con này thì rất là nặng, tính cả thùng luôn, cả thùng cắt tông luôn, thì nó nặng lên đến 16 kg. Và nó được lắp ráp thủ công tại Italia, Made in Italia. Công suất tiêu thụ nó lên đến 400W. Đây không hẳn là âm ly đèn thôi, nó là âm ly đèn kết hợp bán dẫn, nên người ta gọi nó là hybrid âm ly kết hợp. Đèn là hệ thống của Pure, bán dẫn là hệ thống khuếch đại đó, nên nó kết hợp với nhau gọi là hybrid. Như bạn không hiểu nó của âm ly sao lại nói rề khuếch đại trong đó. Các bạn hiểu là một cái âm ly á, thì chúng ta sẽ có là hai cái bộ phận nằm ở trong ở trong đó là rề và bao. Thì một cái rề bao nó tách riêng ra thì gộp lại cũng là âm ly, còn một cái âm ly thì cũng là rề bao nó gộp lại thôi. Bây giờ mình sẽ khui thùng cái con này ra nha. Mình sẽ khui thùng cái con Unison Research này ra. Khui thùng nó ra. Rồi các bạn đợi mình chút nha. Hàng chính hãng mới 100% nha các bạn. Mình lòi ra nha. Đây là dây nguồn. Đó. Đây là remote. Đây là remote nha. Remote của nó thì rất là đặc biệt luôn. Remote bằng cái vỏ của nó bên ngoài làm bằng gỗ. Con này mình bán nhiều rồi, nên mình làm clip lại cho những ai mà chưa coi thôi. Con này mình bán cũng phải trả là chục con rồi. Lát nữa mình lôi hết ra cho các bạn xem nha. Rồi các bạn, nó có một cái túi vải nữa nha. Túi vải này. Rồi bây giờ bạn đợi mình lôi ra nha. Mình lôi ra để các bạn chiêm ngưỡng rõ hơn. Và mình sẽ test cho các bạn một bản nhạc để các bạn thưởng thức xem âm thanh của con này thế nào. Một cái con âm ly ấy, nhưng mà giá của nó chỉ ngang âm ly Nhật Bản thôi. Giá thị trường đang là 46,5 triệu, còn giá bên mình thì chỉ hơn 35, một chút xíu thôi. Lát nữa mình sẽ báo nha. Đây, bây giờ là mình để đây nó lên một cái âm ly nữa rồi, để trên cái bàn. Bây giờ mình sẽ lôi nó ra nha. Các bạn thấy cái túi vải của nó mà hãng nó làm rất là xịn sò. Nó không có làm cuốn bằng ni lông như những âm ly Nhật đâu, mà nó làm bằng một cái túi vải luôn. Đó, bây giờ mình sẽ lôi nó ra nha, cho các bạn chiêm ngưỡng một chút xíu đó. Wow, rất là đẹp luôn. Quảng cáo một chút, bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhà. Một cái USB là 800.000 128GB, còn một ổ cứng là 1.000GB, giá là 2 triệu nha. Bật mí các bạn một chút là con âm ly này giá thị trường là 46,5 triệu, còn giá bên mình nó chỉ hơn 30 thôi. Các bạn gọi cho mình để có mức giá tốt nhất nha, gọi cho mình để có mức giá tốt nhất. Hàng chính hãng, bảo hành chính hãng luôn, mới 100%. Bây giờ mình đã lôi nó ra đây rồi, các bạn thấy một cái thiết kế rất là đẹp. Size của nó cũng ngang với những cái size của âm ly Nhật Bản hay là những cái dòng âm ly size lớn khác, đó là size 43. Mặt tiền của nó là mặt màu bạc, màu silver. Lưng của nó là màu đen phay nhôm xước, và các cái con ốc của nó đều là ốc lục giác. Ở trên của nó có dây tăng nhiệt và nó để lộ ra đây hai cái bóng đèn. Thì bóng đèn của này là ECC8 hoặc là 12AX7. Các cái tủ của nó đều là tủ lớn, tủ thông số cao cả. Và bên hông này thì các bạn thấy là một cái tăng phô nguồn xuyến rất là lớn. Đặc thù của những dòng âm ly ấy là tăng phô nguồn xuyến. Và đây là cái remote. Cái remote của nó là bằng gỗ này. Chỉ có mặt trên là nhôm, và các cái nút phím này là phím nhựa là gỗ vậy đây. Đó, rất là sang. Unison Research. Đó, một cái âm ly mà nó kết hợp giữa đèn và bán dẫn, công suất rất là lớn nha các bạn. Nếu như đánh loa 8 ohm thì nó ra 95W một kèn, còn nếu loa 4 ohm thì hãng không có công bố bao nhiêu, nhưng mà chúng ta cứ tính theo cỡ như vậy thì nó ra còn phải 130. Rất là đẹp.
hàng mới thì cái độ đẹp không nói rồi, 100% rồi, nhưng mà cái độ sang ở thiết kế của con này thì nó thiết kế rất là sang trọng so với những dòng âm ly châu Âu khác, thì con này quá sang so với mức giá. Âm ly mà được sản xuất tại Ý mà cái độ tinh xảo ở trong thiết kế mà chất âm hoàn hảo như thế này thì với cái mức giá này là quá ok rồi. Made in Italy nha. Con này đặc biệt có cổng phono để cho chúng ta chơi đĩa thang nữa. Có sub để chúng ta ra sub. Rồi. Chơi được hai cặp. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nha. Các bạn có nhu cầu về nhạc chất lượng cao nhớ liên hệ mình nha. À, giá thì các bạn liên hệ mình. Nói chung là hơn 30 thôi, không có quá nhiều, không có hơn quá nhiều, mà chắc chắn là giá thị trường là các bạn biết rồi. Đó. Đây là 30 mà ít này là ít trong học thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ test nhạc nha. Chân trời xa vắng, còn
Ở bên nhà mình đó, thì ta may đồ được tiếng hơi tạp âm nha các bạn. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em, và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em. Anh còn nợ em.